Rồi ok, hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Dota2P nha. Và hôm nay chúng ta sẽ đi review một cái account thuần F2P các bạn. Chưa nạp một đồng nào vào game luôn. Gần đây thì đi review nhiều cái account VIP 17, 18. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một account mới chỉ VIP 13 thôi các bạn. Đó, và đang thấy ở KVK3 nha anh em, xung quanh cũng rất là đông luôn. Bay lên chỗ này để đánh cái gọi cái gì ta, cái di tích ở KVK3 các bạn. KVK3 chỉ đánh cái này thôi. Đó thì cái nick được lên TV ngày hôm nay có tên là Passion F2P nha, động lực cho những người chơi F2P à. Và bạn còn nguyên đầu Mina luôn, có nghĩa là chưa nạp bất kỳ một cái đồng tiền nào vào game, cực kỳ gọi là chịu chơi chịu cày luôn. Hiện tại thì bạn đang có cấp VIP là VIP 13 với số ngày đăng nhập liên tục là 307 ngày. Thực ra VIP 13 F2P thì mình nghĩ là cũng không quá cao, không phải là cái VIP cao nhất mình từng thấy ở cái mức ngày này. Ở nhiều ông F2P mức ngày này có thể lên VIP 14, thậm chí là VIP 15. Nhưng mà bạn này thì có một cái cực kỳ đặc biệt ở cái mục chỉ huy. Đấy, lát nữa mình sẽ show cho anh em xem. Okay. Về mục thông tin thì hiện tại sức mạnh đang là 41 triệu nha. Và điểm tiêu diệt wow, cao phết các bạn, 953 triệu. Lên tới là 77 triệu QT4 nha. Và chỉ có 2 triệu 7 QT5 thôi. Wow. Ok, các bạn đã không nạp tiền còn nick mới nữa thì các bạn chắc chắn là không thể nào QT5 được nhiều rồi. Chỗ này là Vương quốc đã mất mùa trước. Thậm chí là bạn tiêu diệt lên tới là 63 triệu 9 đơn vị các bạn. Wow, chữa lành 15 triệu 3 nha. Thì cái này bạn cũng có nói là bạn đánh được. Đấy, anh em cũng đừng có suy nghĩ là book kill. Tại vì cá nhân mình nghĩ là cũng không có lý do gì để chúng ta book kill lên nhiều đến như vậy, đúng không? Thường chúng ta book kill thì để lấy cái mức thành tựu 30 triệu thôi, chứ book lên 64 triệu làm gì. Okay. Ở chiếc rương thần Osiris này, win 12/18. Ở rank hiện tại đó là rank Bạch Kim Hoa Lệ, rank cao nhất này. Bạch Ngân Quang Huy ở rank hiện tại. Đến văn minh thì bạn vẫn lựa chọn đến văn minh Pháp nha anh em. Đó, các bạn F2P lựa chọn đến văn minh này là hợp lý rồi. Phần thông tin thêm, đây sức mạnh tối đa 43 triệu, chết 3 triệu 3, thu thập 5 tỷ và hỗ trợ là 3 tỷ 4 nha anh em. Mình sẽ soi về phía bên trong skin nha. Bạn này bạn cũng rất là yêu nước luôn khi mà bạn có vẽ một cái bản đồ Việt Nam và trồng ở đây ba cái cây màu cam này, có lẽ là để thể hiện cho ba cái tỉnh thành lớn của ba miền của đất nước, và hai cái cây màu tím là để thể hiện cho Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, đúng không anh em? Ở đây chúng ta tiếp tục có tòa thị chính đã cấp 25 rồi, có 11/91 skin nhà nha các bạn. Và ở đây thì bạn có cho mình một cái nhà giấc mơ 34. Đấy, cái nhà này thì bạn có nói với mình đó là bạn đua top danh dự được nha. Đó, tí nữa mình sẽ xem là liệu bạn có lưu lại cái mục thư của đua top danh dự KVK2 không. Cũng có một nhà huyền thoại F2P mà chơi rất là ghê. Và mình sẽ kiểm tra luôn về cái mục chỉ huy. Đây, chỉ huy thì hiện tại sau 300 ngày chơi, bạn đã mắc được hai con tướng cam. Trong đó thì chúng ta có con AE này thì là tướng miễn phí rồi, mình sẽ không tính nhá. Ở Sơn Đê Ốc cũng là một con tướng mà các bạn có thể lấy thông qua sự kiện dự trữ chiến lược được. 690 tượng không cần dồn chọc vào cũng mắc được nhá. Ở đây thì bạn có mắc được cho mình, đó là Nevsky. Nevsky thì bạn mới mắc vào ngày 25 tháng 10 luôn. Và dồn vào đây là 689 tượng nhá. Và cái điều đặc biệt ấy mà hồi nãy mình có nói với anh em ở quả nick F2P này, đó là bạn ấy nói rằng bạn ấy có thể mắc được Di Song Di ở KVK1 nhá. Wow, mình cực kỳ ấn tượng các bạn, tại vì kể cả khi các bạn có nạp tiền ở một cái mức độ nhất định ấy, mà để các bạn mắc được Di Song Di ở KVK1 thì vẫn rất là khó, mà thậm chí bạn này còn không nạp tiền luôn. Thì bạn này bạn nói là bạn đã mắc được con Di Song Di vào cái vòng quay thứ 3 nha, tức là đang cho giai đoạn KVK1 vào lúc ngày 30 tháng 3 năm 2023. Và điểm tiêu diệt người dã man lên tới là 3 tỷ 260 triệu điểm các bạn. Wow, mình rất là thích những cái bạn người chơi mà kiểu F2P mà bạn cày siêng các bạn. Thì đó là cái điểm để giúp các bạn mạnh lên. Kéo man cực kỳ ghê nha, bạn này cũng đỉnh hơn mình nghĩ đấy. Dư tới là 251 triệu điểm kinh nghiệm này. Nevsky thì thậm chí là bạn ấy cũng có cho mình được 5 món đồ cam nha và 3 món đồ tím. Trong khi đó thì cái quần của bạn ấy là cái quần cho tàn bình minh cũng đã nổ ta lần luôn. Và về cái hệ thống vũ trang thì chúng ta có cái set trang bị của Nevsky ở đây. Thì mình thấy chỉ số là được khoảng 12% chỉ số kỵ. Có tốc độ hành quân kỵ 5.5 thì mình thấy là không quá ngon khi đánh nhau. Nhưng mà bạn này bạn nói là bạn ấy đi móc mỏ kiếm được 64 triệu kill hồi nãy đấy. Cũng khá là ghê. Bốn cái minh văn này anh em. Dưới này thì bạn có cho mình nó con CM 5522 và CM bạn rồi với đây là 53 chọc anh em. 53 chọc thì mình thấy là hơi phí. Recharge 5311 cho các bạn. Recharge bạn rồi với đây là 56 chọc. Điểm man rợ của Recharge đâu, mình quên mình không nhìn các bạn. Đây, cũng 2 tỷ 597 triệu điểm man rợ. Wow. Rất siêng. Có Gian P hiện tại bán là 5535 này. Wow. Gian P ở đây bạn còn thiếu khoảng 160 tượng là max.
mà đã có ở đây sẵn là 43 tượng rồi, như vậy là cũng mất khoảng đâu đấy tầm hơn một tháng nữa là có thể mắc được Doan P. Và chúng ta đừng quên là nick này không nạp tiền nha anh em, nó không nạp tiền mà cày như vậy rất là ghê đó. Rồi dưới này thì tướng tá là hết rồi anh em, một cái nick không nạp tiền chúng ta thì chỉ có thể có được hai con tướng cam thôi, mới 300 ngày mà. Kiểm tra đạo quân đánh đồng nha, bạn này bạn đánh bằng một đạo mà kêu 60 mấy triệu là rất là khủng anh em ạ. Đánh một đạo là các bạn rất là mất thời gian để kiếm kill ấy. Đó, chỉ có một đạo hiện tại là Nepki Doan nha. Thì ở mùa trước bạn có nói với mình đó là bạn ấy kiếm được 64 triệu kill là nhờ cặp Belly kết hợp với Di Song Di. Thật sự thì mình nghĩ là bạn ấy có Belly Di Song Di đánh ở KVK2, nhất là con Di Max này. KVK2 mà các bạn cầm T4 là bắn cũng rất là thốn nha anh em, tại vì đa số mặt bằng chung ở KVK2 thì người chơi còn yếu. Mình sẽ kiểm tra về cái phần công nghệ đi. Bạn này kill point rất là cao, nói chung là nick cũng được đấy. F2P nhưng mà mình thấy là cũng rất là chịu chiến, chuẩn chỉ nha, xứng đáng là người xem kênh tôi nha bạn. Học viện thì bạn đã cấp 24 rồi này. Mình sẽ kiểm tra vào nhánh công nghệ đánh nhau thôi. Ở ba cái công nghệ cuối cùng bạn đều lên 9 trên 10 hết. Hiện tại thì công nghệ của lính bạn ấy cũng nâng được bộ binh là 98 này, cung thủ là 88 này, kỵ binh là 9 trên 10, 9 trên 10 nha anh em. Đó, để các bạn nâng được lên 10 trên 10 thì các bạn cần phải nâng học viện lên 25. Nó sẽ yêu cầu cái lâu đài lên 25 nha anh em, nó sẽ mất rất là nhiều thời gian đó. Rồi mình sẽ xem về phía bên trong một túi đồ. Ở ngoài thì mình thấy là bạn còn cực kỳ nhiều tài nguyên các bạn. Còn tới là khoảng 5 tỷ 6 tài nguyên thì phải, chắc phải gần 6 tỷ tài nguyên, rất là ghê. Với 17.000 game ở ngoài. Và đây là game và điểm VIP trong người này. Đó, bạn này thì có lẽ cũng gần VIP 14 rồi các bạn. Game cũng nhiều này. Đó, điểm VIP quá trời, có lẽ là chưa đủ lên VIP 14 nên bạn chưa xài thôi. Đây, kéo man rợ nhiều này, có tới là 7.800 cái 10 game các bạn. Cái này các bạn kéo man rợ mới nhận được cái 10 game này nha, rất là nhiều game luôn ý. Tài nguyên trong người của bạn ấy thì cũng bình thường thôi, mình nghĩ là không quá nhiều. Nhưng mà một nick trẻ thì tôi nghĩ là cũng ok. Với lại khả năng là ông F2P này chắc chắn là phải có nick farm nhiều rồi. Game dư cực kỳ nhiều các bạn, chỗ này tôi đếm sơ sơ có khi phải đến 100.000 game đấy nhở, nhiều vãi. Đây là mục tăng tốc này. Đây, tăng tốc chung 60 phút vẫn còn 3.000 cái này. 3 giờ là 1.100 cái này, 8 giờ 200 cái, 15 giờ 66 cái, 24 giờ 22 cái. Ôi, tăng tốc rất là nhiều nha, ok. Mục tăng mạnh, nó F2P nhưng mà bạn ấy vẫn có được 5 cái mở rộng đội quân 50% này. Đây là mục thiết bị, 6 món đồ cam nha các bạn. Và ở đây bạn đang còn có đồ cam cho cả tôn tử nữa nha anh em. Bạn ấy có một cái áo cam cho tôn tử và một cái set trang bị tím bộ binh cho tôn tử luôn. Rất nhiều đồ xanh farm các bạn. Wow, vật liệu cũng còn khá nhiều. Đây là mục vũ trang, không có gì. À, vũ trang ở đây mình thấy là có 3 cái rương ngẫu nhiên, mình sẽ mở thử nhá. Tại cái rương này nó ngẫu nhiên, các bạn không chọn được đội hình đâu. Ui, hai cái tam giác mà một cái có minh văn luôn hả vãi. Nhưng mà cái này thì hơi lởm anh em, sách hò nút cũng lởm luôn. Ngon anh em, hai dòng bộ binh là được 3.6 với một minh văn che chắn. Cái này mà bạn ấy dùng cho bộ hoặc kỵ đều được. Nhưng mà cái dòng sức mạnh kỵ này là mắc ping ấy, mà bạn này bạn đang có con Nepki nhờ. Bây giờ bạn ấy khóa cái dòng sức mạnh kỵ binh 3.5 này là tối đa rồi. Xong tẩy luyện ra hai cái dòng kia 3.5 nữa là mắc ping luôn anh em. Quá ngon nhờ, tay hôm nay đỏ phết. Đây là mục khác, có hai cái cúp ưu tú là cũng thể hiện bạn này cũng là cái người chơi cống hiến cho Kingdom đó. Ok, 20 cái thăng tốc 30 phút này. Thêm phát nữa, ui, 5 cái thăng tốc 3 giờ anh em. 24 rương AE, mở thử phát. Hai chọc tím, ok. Tele của bạn ấy cũng không còn được bao nhiêu các bạn. Còn được khoảng hơn 20 cái thôi. Tính cả tele ngẫu nhiên đấy. Rồi chọc vàng hồi nãy là xem còn 43 chọc này. Đó, bạn này bạn chưa nạp tiền nên cái gói đá quý của bạn ấy cũng chưa mua luôn. Rồi hết cái mục khác rồi nha anh em. Đó, mình mở cái này phát bạn có gói 109. Nhưng mà dù sao thì ông này cũng quyết định là không nạp tiền rồi các bạn. Mình sẽ xem một chút về cái KVK3 của bạn này. Hiện tại là còn có 29 ngày thôi. Đã tiêu diệt được là 2 triệu mốt lính nha. Thật sự thì KVK3 đánh nhau hơi ít. Đó, kinh len mới bắt đầu đánh nhau nhiều các bạn. Điểm danh dự này. Điểm danh dự thì đợt này bạn ấy không đua nữa anh em. Danh dự hiện tại bạn có 70.000 thôi. Đang tận top 420. Top 1 hiện tại đã 345.000 điểm rồi. Của 3102 này. Top 2 của 3118 316.000 điểm. Wow. Liên minh. Top 1 là 3102 luôn. Wow, như vậy là bạn này cũng ở 3102 các bạn. Top 1, top 2 của 3102 hết. Có vẻ là Kingdom này cũng khá là mạnh. Điểm danh dự vương quốc thì 3102 thậm chí còn gấp đôi top 2 luôn. Wow, Kingdom này có vẻ mạnh đấy. Ra xem bảng xếp hạng thử nha anh em. Ok, chúng ta sẽ có bảng xếp hạng ở cụm KVK3 này. Thì top 1 chúng ta có là liên minh của 3102 là 2SH nha. 7 tỷ 7 điểm sức mạnh. Và quà liên minh là quà 25. Nạp khá nhiều. Top 2 là 3113 này, 7 tỷ 1 điểm sức mạnh.
quà cũng 25 luôn. Wow. Top 3 chúng ta có là 3105 6 tỷ 7 điểm sức mạnh, quà 23. Top 4 là 3009. Ok. Cái clan thứ hai của 3102 hiện tại đang 5 tỷ 4. Đó, top 9 nhưng mà điểm danh dự đang đứng top 1 luôn các bạn. Sao nhiều điểm danh dự thế nhỉ? Rồi chúng ta tiếp tục có kỹ năng liên minh này thì top 1 là 3113 nha, 78 tỷ 8, 3105 top 2 76 tỷ 3 và 3102 top 3 74 tỷ 6. Qboy top 123 rất là đều. Đến với top 456 thì lần lượt là 53B, 52B và 52B cũng đều luôn. Cục này cân phết nhờ, sức mạnh cá nhân này. 3120 có một boss 162 triệu pound. ID mới nhờ, Qboy 1B, làm rất là gắt các bạn. Top 2 là 3122, 162 triệu pound. Nhưng mà đây lại là một nick ID cũ, một cái Qboy mình nghĩ là cũng tốt, không quá ấn tượng. Top 3 là boss của 3102 này, boss lớn nhất của bên này rồi. 161 triệu pound, điểm tiêu diệt 2 tỷ 8, một cái ID đầu 7, không quá mới. Ở tiếp đó là top 4 3102 luôn, 142 triệu pound. Wow, ID này xem ID của mình các bạn, Q6 tỷ 2. Cục này người ta nhập cư về mạnh phết. Kỹ năng cá nhân, để xem cao nhất là ai nào. Ở đây chúng ta có là mục ưa thích của cái nick này. Thì ở đây bạn có một cái top 1 dự trữ chiến lược này, 100 tượng tướng farm với 1.500 đá quý. Top 3 dự trữ chiến lược này, một cái chiến báo thành phố của bạn bị tấn công. Wow, thủ nhà bằng tôn tử di song di anh em. Thương nặng 39.000 này, không chết một con lính nào. Đối phương bị chết 255.000 lính. Chắc là ông nào cay ông này đi swarm rồi. Ông này có vẻ khá nhiều lính, thì nãy chưa xem lính các bạn. Đây tiếp tục là bị swarm tiếp này. Không biết là cái này là ở trong map nào ta. Đây là cái danh dự cá nhân KVK2. Top 9 luôn nha anh em, top 9 KVK2. Bạn ấy được là 294.000 điểm danh dự này. Top 1 dự trữ chiến lược này. Top 2 chúa tể chiến tranh. Top 2 tượng Elsid. Wow, ghê chưa. Top 1 đua top 20 chọc này. Top 1 20 chọc tiếp. Bạn này F2P mà đua khá là ghê. Thử xem có đào game không nha các bạn. Đây mục khác này. Ok, mình thấy là bạn ấy cũng có đào game nha anh em. Đào game nhiều phết. Ok, ông cũng đào game cũng nhiều các bạn. Rồi, kiểm tra mục đội quân này. Mình không hiểu tại sao mình cứ ấn vào cái bảng xếp hạng tiêu diệt của cái cụm này nó không hiện nha anh em. Ở đây đội quân bạn có rất là nhiều T4 nha, khoảng 1 triệu rưỡi T4 các bạn. Và rất nhiều bộ binh luôn, 641.000 bộ binh T4 này, 486.000 kỵ T4, 400.000 cung T4 nha các bạn. Xe T1 rất là nhiều luôn, 709.000. Đó, mình không hiểu là tại sao mình cứ ấn vào cái kỹ năng cá nhân của cụm này ấy thì nó lại cứ bị quay quay như này. Nãy giờ anh em mình không thể xem được kỹ năng cá nhân luôn. Và đây là cũng là lần đầu tiên mình gặp cái trường hợp này các bạn. Nếu mình cứ để nó quay như thế này ấy, một lúc đít game luôn anh em. Đó, mà trong khi thì trong game các bạn thấy này, nó mình vẫn đi xem những khác bình thường mà cứ soi vào đấy là auto bị đít các bạn. Tôi không hiểu tại sao luôn đấy. Đây cũng là lần đầu tiên mình gặp cái trường hợp này nha anh em. Đó, cứ soi vào đây, soi sức mạnh cá nhân thì được này, soi kỹ năng liên minh thì được này, cờ liên minh không soi được. Ồ, hay không. Đó, kỹ năng cá nhân không soi được luôn. Cụm KVK này kiểu bị ám hay sao anh em, trông ảo ma vãi. Ok, do không có xem được cái bảng xếp hạng tiêu diệt ấy, dù mình đã cố gắng rất là nhiều lần rồi, nên là mình sẽ dừng cái video review account ngày hôm nay ở đây thôi. Ở một cái bạn người chơi F2P, Passion F2P các bạn. Hy vọng là cái nick này cũng truyền cảm hứng đến anh em mới chơi, đặc biệt là những cái bạn chơi không nạp tiền, để các bạn có động lực cày game nha. Game này nó vẫn cho các bạn kéo man với đào game, đó là cái để các bạn cày. Càng siêng thì các bạn sẽ càng nhanh chóng đạt được sức mạnh thôi. Ngoài ra thì bạn này cũng đã chứng minh được một điều là chúng ta dù không nạp tiền vẫn có thể mắc được di song di ở K1. Tuy nhiên thì các bạn phải quay vòng quay di song di nhá anh em. Đó, bạn này bạn phải quay tới 3 vòng quay di song di đó, lấy được tới 180 tượng di song di thì mới kịp mắc để đánh nhau ở KVK1. Thực ra đến vòng quay thứ 3 của di song di ở K1 ấy thì nó cũng gọi là gần đến cuối K1 rồi đúng không? Nó phải chắc phải được tầm hơn nửa cái K1 rồi, nhưng mà mình nghĩ là cũng là một cái thành tích rất là ấn tượng từ game này. Ok, nếu mà anh em muốn theo dõi nhiều hơn những cái video review account tương tự như từ game Rise Kingdom thì hãy ấn giúp mình nút like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.